thì giờ đã tới Phan Thiết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi ăn bánh xèo và nghỉ ngơi. Tôi gặp chiếc R6 rồi quay cho anh em xem. Quá đẹp. Đây là anh giới thiệu câu hỏi nào luôn. Đây là biker cô đơn. Đây là những biker cô đơn. Đẹp không? R6 đẹp. Hello mọi người. Bây giờ là như mà 11 giờ đêm đúng không? 1 giờ 14 phút. Thì đúng ra là mình hẹn mấy anh em trong nhà là mấy giờ? Là 3 giờ đúng không? 3 giờ bắt đầu chạy. Mà giờ mình ra trước nè. Thì ở đây là đi tour anh em trong nhà đi cho vui thôi, đi ăn bánh xèo về Sài Gòn Phan Thiết đúng không? Đúng rồi. Chắc mình không có quay mấy cảnh mà chạy bạo lực đâu nha. Mình là idol kiển mà. Idol đi xe kiển. Đó thì đây. Thì hôm nay mình kè nó giỡn thôi, giỡn cho anh em vui xíu thôi nha. Thì mình sẽ tập cho cái thứ nhất là tập cho cái bạn mới mua xe bên mình chiếc CBR250RR để bạn nó chạy. Đây là cái tour đầu tiên nhưng mà giờ nãy chưa ra. Mình ra đây mình ngủ một miếng trước. Thì bây giờ mình sẽ chạy 600RR để kè mấy bạn kia. Còn đây là xe cameraman. Đây là xe đó mấy anh em chơi chung xưa giờ đó, đi cái tour anh em đi tour nghỉ dưỡng đúng không? Nghỉ dưỡng đi tour bánh xèo người ta. Tour ăn bánh xèo Phan Thiết. Người ta đi là một cái đó. Núi. Thôi bây giờ chờ còn hai ông nữa đúng không? Còn ông 250 với lại một ông Sonic. Rồi đó mấy anh em đi gì vui vậy thôi. Còn vài bữa còn đi tour một cái tour gia đình lớn nữa, có nghĩa là đi tour gia đình lớn có nghĩa là có bán tải chở nữ rồi mấy bạn nữ vào tour luôn. Còn đây là tour mấy anh em tập tour thôi, tập cho nhất là ông này rồi ông kia chạy đó, rồi ông CBR250RR mới mua xe nữa. Nói chung ở đây mấy anh em mua xe là chơi ở lại chơi hết, không có anh em nào mua xe mà đi hết. Chỉ có mấy anh em ở xa quá thôi, mấy anh em thấy clip này mấy anh em cũng muốn chơi lắm mà ở xa quá hiểu không? Là mấy anh em mua xe vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh là qua bên mình chơi hết, là mấy anh em chơi vui vẻ giống như gia đình vậy đó. Mua xe xong rồi ở lại chơi hết luôn. Rồi chờ bây giờ chờ đi, chờ tiếp đi. Giờ qua quán cà phê ngủ xíu. Đó. Đó giờ ngồi ngủ nè, chỗ ngủ của mấy anh em nè, vậy mới vui không? Cái gì mới vui chứ. Đó. Xíu sắp tiêu rồi. Này rảnh quá. Rồi, bây giờ ngủ nè. Em tôi đưa anh em đưa đã đông đủ rồi nè. Thì giờ chuyến này thì mình hướng dẫn bạn mua xe mình nha, đó là bạn CBR250R nè, rất là đẹp, trời tối thì không thấy đâu. Rồi. Bây giờ là anh em mình đi ha. Bây giờ là thằng nào đi đầu nè. Rồi tới anh. Em chạy theo anh là được. Rồi đi nè, đi. Xuân Lộc, Nai Đồng, cái Đồng Nai. Cái con CBR 250 RR này ban đêm đẹp ghê ha. Đó. Đẹp ha. Nhìn dương sói vậy. Rồi ban đêm đẹp ghê. Rồi, bây giờ anh em tôi nghỉ ngơi và tiếp tục đi tiếp. Đã không? Đã không? Đã không? Dắt đường đi đã không? Sợ nhất là anh cameraman. Cameraman chạy như cực kỳ. Em chở thử coi, để lỡ ngồi sao cảm nhận xe nó. Ok anh. Vậy anh em
thì giờ đã tới Phan Thiết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi ăn bánh xèo và nghỉ ngơi. Rồi gặp chiếc R6 rồi quay cho anh em xem. Quá đẹp. Đây là anh giới thiệu câu hỏi nào luôn. Đây là biker cô đơn. Đây là những biker cô đơn. Đẹp không? Rồi sáng nó cũng đẹp quá. Nó quay đâu, quay đâu. Nó đi lộn ra đó là đường ra Phan Rang á. Trong đây là trung tâm Phan Rang hả? Ủa em cũng biết nữa nhưng mà đây mới đó là em lấy trụ. Bye bye anh em đi cậu trước đi. Giờ mấy anh em mình đi ăn, dắt mấy anh em đi ăn bánh xèo Phan Thiết nha. Bánh xèo Phan Thiết, bánh xèo gì? Bánh xèo hải sản á. Ok, về đi. Nhưng mà xe đông quá nên được đặt cách ngồi trong nhà luôn, vô nhà ngồi. Thấy không, bánh xèo thơm không? Mày qua mày quay mấy cái bánh xèo đó. Nghe mùi thối không? Rồi, giờ mấy anh em vô nhà ngồi sẽ được bàn. Giờ mấy anh em ăn bánh xèo hải sản đâu? Ai khai vị đi? Hết sức rồi anh Minh ơi. Anh em rất là dễ thương, thấy không? Anh em rất là dễ thương, người ta ăn ngoài đường, ăn trong nhà. Ở đây là chợ Phan Thiết nha. Ở đây là chợ Phan Thiết. Cái này mặc như hết. Mình đến chợ Phan Thiết mình phải đi kiếm vợ. Kiếm gì? Kiếm vợ Phan Thiết. Kiếm vợ. Thử đi, thử đi. Chen nước ấm vô. Rồi xong. Sữa đã tới. Đó, rồi ngồi ăn luôn. Lấy cho em cái ghế này. Nó bưng sữa nãy giờ mệt đó. Đây, của anh Minh đây. Rồi, được, có luôn. Đó. Ăn này là bao mát, bao đủ chất dinh dưỡng luôn. Tu nghỉ dưỡng. Tôi nghỉ dưỡng lại. Mập gấp miếng ăn cho mọi người coi coi. Gấp bánh xèo chấm sao rồi ăn coi. Nhưng bây giờ mở rồi. Ngon, ngon. Quá ngon, quá ngon. Đâu mày gấp miếng ăn cho mọi người coi coi. Chưa chan nước mà. Mày chan đi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cho nó ăn miếng đi. Gấp miếng rồi, cho đúng, mọi đúng, người đúng, nhìn. Đúng. Nhìn miệng nè. Mày không mời mọi người cameraman. Từ từ ăn. Mời cả nhà nha. Nè. Rồi cắn đi, cắn đi. Họ cho cái mỏ nó đúng ghê luôn. Trời ơi, cái mỏ gì mỏ, mỏ heo. Trời ơi, nó cắn. Rồi sao? Cho chia sẻ cảm giác thôi. Nó phê rồi mọi người, nó phê như phê cọc. Đang đầu. Cái gì? Đang đầu. Rồi, mọi người nha. Rồi. Mày ăn mày không mời ai mày? Có khi cơ tử có thờ cái lạnh nha mày. Không mời mọi người là kênh tao tụt sức nữa. Mày mời mọi người coi. Chưa, em chưa có làm gì luôn á. Đủ là đủ, đủ đây, đủ đây. Em còn không có đủ để gấp luôn á. Minh mời 300 mấy ngàn anh em. Rồi, anh em mình ăn rồi, anh em mình tiếp tục đi uống cà phê tiếp. Tôi nghỉ dưỡng. Rồi, mặt này nãy giờ uống 2 cái rồi mọi người. Quay uống 2 cái rồi tôi phải ăn lẹ thôi. Ăn không lẹ là lát nữa nó uống hết dĩa. Thôi, rồi, vậy đi. Có mấy thằng à mà ăn 20 cái bánh xèo ghê thật. Mập này ăn hết mình nó hai dĩa rồi. Ăn nhiêu mấy hạt? Ăn nhiêu mấy hạt? Ăn cho đã đi em. Ăn đi. Hồi này ổng ngồi ăn nè. Ăn đi. Ăn đi em, ăn mở hết mở mắt nổi rồi. Em thì mình giờ Phan Thiết làm quen được mấy anh em có Phan Thiết đó. Đây à, mấy anh em xe. Mở được á, đúng rồi.
Mấy anh em Phan Thiết rồi, anh ở Sài Gòn bộ? Sài Gòn với Bình Dương với em. Bình Dương về đây luôn. Bình Dương với em. Đây xe này gốc Bình Dương nè. Bình Dương với em. Dạ, gốc Bình Dương. Này lạc loài nha. Này lạc loài nha. Lạc loài. Mấy anh em ai muốn thấy mình đẹp trai thì cứ đưa mặt vô nha. Đó, ví dụ là đó. Rồi. Đó, thấy đẹp trai liền. À, anh nào chưa có người yêu nói luôn nha, để mấy em xem clip mấy em còn biết lựa chọn đó chứ. Này là idol ở giá không à? mình phải tập tên tuổi đồ FA hay là chưa, có vợ chưa, hoặc là muốn tiện thêm thê thiếp rồi. Nhưng mà nhân dân em ơi. Đây đây, idol ôm cua cả gối. Đâu mọi người? Rồi Sáu đâu rồi? Đây nè, sau lưng anh đó. Đây nè. Đây là Sáu núp đây. Rồi Sáu màu xanh hy vọng. Tiêu chớp, không, rồi Sáu tiêu chớp. Tập chứng minh nhân dân luôn à. Căn cứ công dân số 0792010 3933 nhìn nó đẹp trai giống thiên bồng nguyên sói hả? Lúc mà đi thỉnh kinh á. Giờ giới thiệu gì tập chứng minh nhân dân luôn à. Rồi vậy thôi. Hôm nay là ngày vui. Anh em ở xa nhưng gặp nhưng có hơi buồn là chiếc vết ngàn nó bị lỗi. Giờ phải cho về, cho về Sài Gòn lại. Nó bị đề, sau đó nó đề không lên. Nói chung là nó muốn sang chủ mới vậy đó. có ai cần nhu cầu sang luôn. Vết ngàn đời 2017 đó, đạp là không nổ. Hải quan chính ngạch. Hải quan chính ngạch thì yeah. mua con vết 1000 tặng luôn em mini. Tặng luôn. Mua vết ngàn là đây là khuyến mãi luôn. Nói chung á, tiền nuôi vết ngàn ít nhưng mà tiền nuôi nhỏ ngồi trên vết ngàn thì nhiều. Rồi bye bye mọi người nha. Quá đông luôn nè. Mình không nghĩ là bữa nay ra đông vậy đâu. Đi có mấy anh em trong nhà. Giờ mấy anh em bắt đầu về. Có lời nào chăn chối không? Hả? Ở lộn. Có lời nào muốn nói không? Thì đợt này đợt là đi tour đầu tiên. Phê quá mọi người ạ. Có lời nào hay lời muốn nói không? Buồn ngủ quá anh. Rất là buồn ngủ anh ơi. Em sợ quá anh ơi. Rồi, mấy này đi tour toàn ăn không à. Còn anh kia còn thèm dưa hấu. Anh đi này là thèm dưa hấu cấp độ cao luôn. Rồi bây giờ anh em mình bảo về ha. Cái gì? Gia đình Baker đủ dũng tộc ha. Con nít à, in the bone. Không có lớn. Không có tầm trung. Không có nhỏ. Xe phổ thông, cũng chơi hết. Đánh hết luôn. Mạnh nào nấy chạy, mạnh nào nấy chạy. Rồi đây là thôi là kết thúc clip rồi. Rồi mọi người nhớ ghé tour mua nhớt nha. Mua nhớt để thay xe đi tour đồ này nọ rồi bảo trì xe đó. Rồi. Mua nhớt thay nước mát rồi rồi vậy đi. Xe con này có bán con này. Con này chỉ có 50 mấy triệu thôi, rất là rẻ luôn. Full đen. Chỉ 50 mấy triệu, chỉ 50 mấy triệu cũng chứ nhớ chỉ 50 mấy triệu này. Rất là đẹp, xe rất là đẹp luôn, chính chủ. Chìa khóa zin đầy đủ, nói chung mọi thứ đầy đủ, đồ zin đầy đủ luôn. Đó, 50 mấy triệu full đen rất là đẹp, mình rất là hợp hố. Nhiều phần khối lớn. Đó, rồi vậy thôi, anh em đi. Bác.